bác, anh, chị. Tôi cũng là một nhà chuyên môn hơn 40 năm, đi nghe rất nhiều bài giảng, nhưng mà tôi thấy bài giảng này tuyệt vời luôn. Hai giảng viên này nó tuyệt vời ở chỗ tôi gần với dân lắm, nghe mọi người dễ hiểu lắm, và đặc biệt mấy cái tài liệu của các ông chí cấp rất tuyệt. Mà ở tinh thần thì chúng tôi cũng muốn như thế này, mang cái tinh thần mà các ông chí giảng hôm nay đưa vào tài liệu, cập nhật, nên đưa những cái mà những cái hướng dẫn thật là tình tiết. Thí dụ bây giờ những người tình nguyện, báo cáo các ông chí, những người tình nguyện không phải người nào cũng có chuyên môn, không phải những người nào cũng hiểu biết theo ban quý, mà chỉ họ chỉ mang cái trái tim, cái tâm của họ đối với xã hội. Vì vậy các nhà chuyên môn xin hãy hướng dẫn rằng, thưa các bác, nếu nghiên cứu theo dõi về cái nghiện các loại như thế này thì các bác tập trung 1, 2, 3, và cứ như thế thì các bác tình nguyện dễ làm hơn. Bởi vì các anh hình dung, không phải bác tình nguyện viên nào cũng học hết đại học, không phải bác tình nguyện nào cũng gài, mà các bác chỉ có các anh thần thanh niên cũng thế, có các bác 70-80, có những người 40-50, nhưng mà cái trình họ có tâm rồi, nhưng mà hướng cho họ là theo dõi những cái gì, có như vậy thì cái hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Các đồng chí huy động được tất cả các lực lượng chung. Còn một cái ý mà chúng tôi xin ghi nhận, đó là nếu ở các phường tổ chức những cuộc tập huấn nói chuyện như thế này mà trung tâm sẵn sàng giúp đỡ, chúng tôi xin cảm ơn và xin ghi nhận cái điều này. Hy vọng các đồng chí đừng quên những lời này. Xin cảm ơn các bác.